Theo cơ quan khí tượng, dải hội tụ nhiệt đới vắt qua Trung Bộ có trục ở khoảng 13-16 độ vĩ Bắc, nối với một vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 14-15 độ vĩ Bắc và 113,5 và 114,5 độ kinh Đông vào rạng sáng nay ngày 15 tháng 10. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Theo chuyên gia khí tượng Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp này có thể phát triển lên mức gần hoặc tương đương áp thấp nhiệt đới từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10. Khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, có nơi trên 400mm. Riêng khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 250 đến 450mm, có nơi trên 700mm. Ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 17 đến 18 tháng 10, mưa có xu hướng mở rộng lên phía bắc của miền Trung và khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định sẽ có mưa lớn 100 đến 200mm, có nơi trên 400mm. Sáng nay, cơ quan khí tượng vẫn cảnh báo mức độ mưa ở khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng ở cấp 4, cao nhất.